Đội thể thao của Đài Truyền Việt Nam. Ở phần tin quốc tế, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin từ giải bóng đá ngoại hạng Anh cùng biên tập viên Thu Nga. Vâng, cuối tuần này thì giải ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vòng đấu 18. Đây là một vòng đấu rất nhiều cặp đấu đáng chú ý bởi có thể ảnh hưởng tới vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, ngoài ra là các vị trí trong top 4. Dù không thi đấu ở vòng 18 ngoại hạng Anh do bận tham dự FIFA Cup World Cup, nhưng đội đầu bảng Liverpool vẫn sẽ được hưởng lợi khi hai đội xếp ngay sau họ là Leicester City và Manchester City sẽ phải đối đầu trực tiếp với nhau. Bất cứ kết quả nào cũng có thể khiến cho tham vọng vô địch của một hoặc cả hai đội bóng này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bởi lúc này họ đang bị Liverpool bỏ cách rất xa trên bảng xếp hạng. Manchester City và Leicester City đều đã thi đấu tại Cúp Liên đoàn Anh hồi giữa tuần với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị và họ sẽ có được đội hình mạnh nhất ở trận đấu tới. Ở hai lần gặp nhau mùa trước, mỗi đội đã có được một chiến thắng. Một trận đấu khác cũng nhận được nhiều sự chú ý là chuyến làm khách của Chelsea tới sân của Tottenham Hotspur. Không chỉ bởi đây là một trận derby thành phố London, mà còn vì trận đấu này sẽ là màn tái ngộ đội bóng cũ Chelsea của huấn luyện viên Jose Mourinho. Xét về phong độ, Tottenham đang nhỉnh hơn so với đội bóng cùng thành phố khi họ đã thắng 4 trong 5 trận gần nhất, còn thành tích của Chelsea thì ngược lại với 4 thất bại ở 5 vòng đấu vừa qua. Một chiến thắng sẽ giúp Tottenham có được vị trí thứ 4 của chính Chelsea trên bảng xếp hạng. Trận đấu sớm nhất của vòng 18 sẽ là cuộc đọ sức giữa Everton và Arsenal. Manchester United sẽ có cơ hội lớn để giành trọn 3 điểm khi đối thủ của họ chỉ là đội cuối bảng Watford, trong khi hai đội bóng đang vật lộn với cuộc đua trụ hạng là Aston Villa và Southampton sẽ phải đối đầu với nhau để cải thiện vị trí của mình. Trận đấu với Chelsea vào chủ nhật tới chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều những cảm xúc cho huấn luyện viên Jose Mourinho, bởi vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha luôn có những sự tự tin khi gặp lại những đội bóng cũ, và trong quá khứ chúng ta đã thấy được rằng huấn luyện viên Jose Mourinho luôn may mắn và có thành tích tốt khi gặp lại những đội bóng mà mình từng dẫn dắt. Xuyên suốt sự nghiệp huấn luyện đầy thăng trầm của mình, Jose Mourinho đã rất nhiều lần đối đầu với những đội bóng mà ông từng dẫn dắt, và không phải lúc nào ông cũng được hưởng niềm vui ở những trận đấu này. Thất bại 1-2 của Tottenham trước Manchester United tại Old Trafford mới đây chính là minh chứng. Tuy nhiên, đó là khi Mourinho phải thi đấu trên sân khách, còn tại sân nhà thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Thống kê chỉ ra rằng Mourinho đã bất bại trong cả 13 lần đối đầu với các đội bóng cũ trên sân nhà, trong đó có 12 chiến thắng và chỉ một trận hòa duy nhất. Riêng với đối thủ sắp tới của Tottenham là Chelsea, thì Mourinho đã toàn thắng cả 3 trận sân nhà khi gặp lại đội bóng từng cùng ông giành 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh. Chiến thắng đầu tiên đến vào năm 2010 tại Champions League khi Mourinho đang dẫn dắt Inter Milan, còn 2 trận thắng sau đó đến ở giải Ngoại hạng Anh khi ông là huấn luyện viên trưởng của Manchester United. Quả thực, không phải ngẫu nhiên mà Mourinho từng được mệnh danh là vua sân nhà của bóng đá thế giới, và chiến lược gia 56 tuổi chắc chắn sẽ muốn tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng trên sân nhà trước các đội bóng cũ khi đối đầu với Chelsea vào cuối tuần này. Ở mùa giải năm nay và ở thời điểm chính giữa mùa giải này thì câu chuyện về cuộc đua cạnh tranh vị trí đầu bảng xếp hạng ở các giải vô địch quốc gia châu Âu được nói đến rất nhiều. Bởi năm nay là một năm mà cuộc đua đến ngôi vô địch đa dạng hơn so với một số mùa giải trước đó. Những mùa giải trước đó thì chúng ta thường nghe nhiều thấy chỉ một câu lạc bộ băng băng về đích mà thôi. Và chính bởi vì cuộc đua đang rất là đa dạng như thế này nên ngoài giải Ngoại hạng Anh ra thì ở giải vô địch quốc gia Đức giữa tuần này ở vòng đấu thứ 17 thì cũng có một cặp đấu mà cũng có quyết định tới vị trí cạnh tranh, vị trí dẫn đầu, đó là Hoffenheim gặp Dortmund. Và với trận đấu này thì Dortmund cũng đang rất quyết tâm giành được 3 điểm để có thể bám đuổi đội dẫn đầu bảng là Leipzig. Dortmund hiện đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Đức, bằng điểm với đội xếp thứ 3 Bayern Munich nhưng kém hơn về chỉ số phụ và kém 4 điểm so với đội đầu bảng Leipzig. Chiến làm khách tới sân của Hoffenheim là cơ hội để Dortmund tìm lại chiến thắng. Tuy nhiên, đội bóng đang bỏ ngỏ khả năng ra sân của Jadon Sancho khi tiền vệ này vẫn đang trong thời gian hồi phục chấn thương. Tôi chưa biết nữa, hy vọng rằng Sancho sẽ đủ thể lực để ra sân. Nhưng giờ vẫn còn quá sớm để khẳng định. Marco Reus thì chắc chắn là không thể chơi trong trận đấu ngày mai rồi. Bản thân Dortmund cũng không có được những kỷ niệm vui trong những chuyến làm khách tới sân của Hoffenheim trong những năm qua, khi lần gần nhất mà Dortmund thắng đội bóng này đã là vào năm 2012. Dortmund đã hòa 5 trận và thua 1 trận trên sân của Hoffenheim. Huấn luyện viên Lucien Favre cũng dành những đánh giá cao cho đối thủ sắp tới của họ ở vòng 17. Họ vừa có được kết quả tốt. Họ đã thắng 2-0 trước Union Berlin. Và tôi chắc chắn rằng đây sẽ là một đối thủ khó chịu. Họ có thể sẽ rất nguy hiểm đấy. Tôi đã xem 2 hay 3 trận của Hoffenheim và nhiều video highlight các trận đấu của họ. Đây là một đối thủ không nên xem nhẹ. Yeah.
Mùa giải 2019-2020 đã đi qua được gần một nửa chặng đường và cho đến lúc này chúng ta có thể thấy được rằng ngoài cuộc đua của các câu lạc bộ cho chức vô địch của mùa giải năm nay thì còn có một cuộc đua nữa cũng vô cùng hấp dẫn, đó chính là cuộc đua cho chiếc giày vàng châu Âu mùa giải 2019-2020 với sự có mặt của những chân sút hàng đầu. Trong vòng một thập kỷ trở lại đây, giải thưởng chiếc giày vàng châu Âu gần như chỉ là cuộc cạnh tranh giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, ở mùa giải 2019-2020, điều đó rất có thể sẽ thay đổi. Khi tính tới thời điểm hiện tại, cả Messi và Ronaldo đều không có mặt trong top những cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại các giải vô địch quốc gia. Dẫn đầu trong cuộc đua chiếc giày vàng châu Âu hiện tại đang là hai tiền đạo ở giải vô địch quốc gia Đức, Robert Lewandowski có được 38 điểm với 19 pha lập công cho Bayern Munich. Còn Timo Werner xếp ngay sau với 36 điểm sau 18 bàn thắng trong màu áo RB Leipzig. Những cái tên còn lại trong top 5 lần lượt là Ciro Immobile của Lazio tại giải vô địch quốc gia Italia, Jamie Vardy của Leicester City tại giải Ngoại hạng Anh và Sean Weissman của Wolfsburg tại giải vô địch quốc gia Áo. Messi chỉ xếp ở vị trí thứ 6 với thành tích khiêm tốn là 12 bàn thắng cho Barcelona, còn Ronaldo thậm chí chỉ xếp thứ 14 với 10 bàn thắng cho Juventus. Mùa giải 2019-2020 vẫn còn một chặng đường dài trước mắt và cuộc đua chiếc giày vàng châu Âu hứa hẹn sẽ còn chứng kiến thêm nhiều sự kịch tính và bất ngờ. Trận chung kết của FIFA Club World Cup đúng như dự đoán, Flamengo gặp Liverpool. Việc gặp câu lạc bộ đương kim vô địch châu Âu UEFA Champions League là Liverpool rõ ràng là một thử thách rất lớn đối với Flamengo của Brazil. Câu lạc bộ Flamengo của Brazil đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước đội bóng Al Hilal của Ả Rập Xê Út để giành quyền vào chung kết FIFA Club World Cup năm nay. Và họ sẽ phải gặp một đối thủ khó khăn hơn nhiều trận tranh ngôi vô địch, đó là đại diện của bóng đá Anh, câu lạc bộ Liverpool. Chưa kể tới việc Flamengo sẽ phải đối đầu với những cầu thủ nổi bật của bóng đá Brazil trong đội hình Liverpool như Alisson và Roberto Firmino, những người đã góp công giúp đội bóng nước Anh vượt qua Monterrey để vào chung kết FIFA Club World Cup năm nay. Lúc này, Flamengo vẫn đang tiếp tục những buổi luyện tập tại Doha, Qatar. Thầy trò huấn luyện viên Jorge Jesus đã có những chia sẻ tự tin. Flamengo đã có được một năm đạt thành tích tốt. Chúng tôi đạt được hầu như mọi mục tiêu mà chúng tôi đề ra. Và cũng có nhiều trận đấu hay. Các cầu thủ sẽ tiếp tục duy trì cách chơi bóng từ trước tới nay và nỗ lực ngăn chặn đối thủ, triển khai lối chơi sở trường của họ. Liverpool có những cầu thủ tấn công xuất sắc, trong đó có Firmino. Dĩ nhiên, chúng tôi biết anh ấy, tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Brazil. Các cầu thủ sẽ phải giải trừng anh ấy trong trận đấu tới.